huấn luyện viên Ten Hag tự tin vào thực lực của Manchester United trước cuộc đấu Arsenal. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, huấn luyện viên Ten Hag đánh giá về thực lực của Manchester United. Tôi nghĩ rằng MU đang đi đúng hướng, chúng tôi phải cải thiện rất nhiều nếu muốn cạnh tranh trong tương lai cho các vị trí dẫn đầu. Cuộc đua vô địch sẽ rất khốc liệt. Chiến lược gia người Hà Lan nói thêm về cơ hội của các đội bóng tại Premier League. 6 hoặc 7 câu lạc bộ đều đủ sức vô địch Premier League. Vì được đầu tư mạnh mẽ, khi bạn có triết lý và chiến lược đúng đắn, nhiều đội bóng có thể cạnh tranh cho các vị trí dẫn đầu. Nếu muốn góp mặt ở đó, bạn cần vượt qua thách thức và phải thực sự giỏi. Manchester United cần một chiến lược tốt, sự nhất quán trong chiến lược. Nếu muốn giành được các danh hiệu, bạn cần có sự ổn định trong lối chơi. Manchester United cho thấy sức mạnh khi đánh bại Man City, nhưng họ lại để Crystal Palace cầm hòa đầy tiếc nuối. Quỷ đỏ đang đứng thứ tư ở Premier League với 39 điểm trên 19 trận, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, đoàn quân của huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ hành quân đến sân Emirates của Arsenal. Nếu giành chiến thắng, Manchester United sẽ khiến cuộc đua vô địch Premier League cùng Arsenal, Man City và Newcastle trở nên hấp dẫn. Huấn luyện viên ten Hag đánh giá cao sức mạnh của Arsenal năm nay. Arsenal sẽ là một đối thủ khó khăn cho Manchester United. Arsenal đã khởi đầu rất tốt trong mùa giải này. Bạn có thể thấy giữa huấn luyện viên Arsenal và các cầu thủ đã có nhiều thời gian làm việc gắn bó với nhau hơn, chơi theo một phong cách rất ấn tượng. Về tình hình lực lượng của MU, huấn luyện viên Ten Hag tiết lộ ít nhất một tuần hoặc có thể lâu hơn để Marshall trở lại. Trước mắt cậu ấy sẽ vắng mặt. Anthony đã có các buổi tập luyện cùng toàn đội và sau buổi họp đội chúng tôi sẽ xem xét đến từng cá nhân. Thời điểm hiện tại tôi cho rằng Anthony đủ khả năng để tham dự trận đấu này dù theo cách nào đi chăng nữa.